Wow các bạn. 1 2. Wow. 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 Đến giờ rồi, đi tìm đồ chơi thôi. Bay qua khu rừng bên này tìm kiếm đồ chơi thôi nào các bạn ơi. Bay qua khu rừng bên này nào. Wow các bạn ơi, các bạn ơi, mình thấy gì đây? Một bạn bô ly. Qua một cái đầu trộn bê tông này các bạn ơi. À, đây là bạn bô ly trộn bê tông nè. Để bây giờ mình lắp bánh xe lại nha các bạn. Đây gắn này các bạn ơi. Rồi xong rồi nè, đó xe trộn bê tông bô ly nhìn rất đẹp luôn các bạn ơi. Ui các bạn ơi, ở đây có cái hộp gì nè các bạn. Quý một con rồng luôn hay gì nè các bạn ơi. Wow, nhìn đẹp chưa nè. Ủa để mình lấy cho coi. Đây. Ủa các bạn ơi, cái này hình như không phải là con rồng các bạn. Cái này hình như là một bạn Godzilla hay gì nào phải không các bạn? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ mở đây nè các bạn. Nè, đó mình lắp pin ở đây nè các bạn. Wow, mình sẽ cho bạn Godzilla này hồi sinh lại nha. Rồi, gắn pin đây nè các bạn. Rồi, gắn thêm cục pin đây nè. Rồi, xong rồi. Giờ mình đậy nắp lại luôn nha. Oh, wow. Rồi, còn cái này là cái đuôi nè các bạn. Đây, để bây giờ mình gắn cái đuôi vô nha. Đây, gắn cái đuôi vô đây nè các bạn. Wow. Bạn có Godzilla nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Hè, ở dưới này có nút khởi động nè các bạn. Đây. Wow, các bạn nhìn nè. Đó. Bạn có Godzilla di chuyển nè, các bạn thấy chưa? Đó, nhìn đẹp chưa các bạn ơi. Wow, có sáng đèn nữa nè, các bạn thấy không? Đó, đèn sáng rất là đẹp luôn nè các bạn. Wow, bạn có Godzilla này rất là đẹp luôn đó nha. Để bạn có Godzilla ở đây nha, mình tiếp tục bay đi tìm đồ chơi thôi nào. Bay qua đây. Ô, các bạn ơi, bên này mình thấy gì nè các bạn ơi? Ô, đây là một bạn xe chở rác nè các bạn. Để bây giờ mình sẽ lắp bánh xe lại nha. Ok, thêm một bánh đây nữa nè các bạn ơi. Rồi, xong rồi. Wow. Wow, một chiếc xe chở rác siêu đẹp luôn nè các bạn. Ôi các bạn ơi, ở đây có một hộp gì nè. Hình như ấy đây là anh The Hulk nè các bạn ơi, người khủng lồ xanh nè các bạn. Rồi để bây giờ mình mở cái hộp này giải cứu anh khủng lồ xanh ra nha các bạn. Anh khủng lồ xanh nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn nè. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là người khủng lồ xanh, rất vui được làm bạn với tất cả các bạn nha. Tiếp tục đi tìm đồ chơi thôi nào. Bay qua đây nào các bạn ơi. Bay qua đây. Ôi các bạn ơi, mình thấy bên đây có gì nè các bạn ơi. Ô, đây là bạn xe chở bê tông nè các bạn. Bạn đó đã bị xuống bánh xe rồi, để mình lắp bánh xe này vô nha. Rồi, thêm một bánh ở đây nữa nè các bạn ơi. Rồi, ok, xong rồi các bạn. Wow các bạn ơi, mình thấy đây có cái hộp gì nè các bạn. Ô, những bạn chốt cứu hộ với anh Rider nè. Đâu để mình mở ra coi các bạn. Wow, có rất nhiều bạn chốt cứu hộ luôn các bạn ơi. Đầu tiên là bạn gì đây? À, đây là bạn Trey nè các bạn. Ô, đây là chiếc xe của ai đây các bạn? À, chiếc xe này là của anh Rider nè các bạn. Cho anh Rider ngồi lên xe nha. Đây là bạn gì đây các bạn? À, đây là bạn Rocky nè các bạn ơi. Tiếp theo đây là bạn gì đây? À đúng rồi, đây là bạn Zoom mà. Còn đây, đây là bạn gì đây các bạn? À, đây là bạn Sky. Tiếp theo đây là bạn gì đây các bạn? À, đây là bạn Grubble. Rồi, tiếp theo nào, đây là bạn gì đây các bạn? À, đây là bạn Muscle, chó cứu hộ cứu hỏa đó các bạn. Wow, những bạn chó cứu hộ này đẹp quá đây. Tiếp tục bay đi tìm đồ chơi thôi nào. Bay đi qua đây nào các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, mình thấy bên này có cái gì nè các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, đây là bạn Bully Sepen nè các bạn ơi. Bạn đó đã bị xúc bánh xe rồi nè. Đây, để bây giờ mình sẽ lắp bánh xe lại cho bạn đó nha. Rồi, ok, một bánh rồi nè. Tiếp tục thêm một bánh đây nữa các bạn ơi. Rồi, ok, xong rồi các bạn ơi. Wow các bạn ơi, mình thấy có chiếc xe gì nè các bạn. Ủa các bạn ơi. Wow, đây là bạn xe lửa Thomas nè. Nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, đây là toa tàu nha các bạn. Còn đây móc kéo nè. Ui, bạn nói đang chở theo gì vậy ta? Ồ, cái bịch này bịch gì đây nè. Rồi còn đây. Ồ, đây là cái bịch rau củ quả. Rồi để bây giờ mình lấy này ra coi. Wow các bạn ơi, trong này rất là nhiều thức ăn luôn nè các bạn. Nè, đây là bánh hamburger nè các bạn. Rồi, đây là cái bánh nè. Ồ, còn đây là nước ngọt nè các bạn. Rồi, còn đây là bánh crepe nè các bạn. Rồi, còn đây là khoai tây chiên nè. Ồ, còn đây là bánh mì hot dog ha các bạn. Wow. Ồ, những cái món thức ăn này được mình bỏ lên trên xe nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đóng lại nè. Rồi xe lửa Thomas sẽ chở đi bán nha các bạn. Wow các bạn ơi, chiếc xe này động cơ rất là mạnh luôn nha. Đó các bạn thấy chưa, động cơ của chiếc xe lửa rất là khỏe luôn nè. Đó các bạn thấy khỏe chưa. Wow, xe lửa Thomas này đẹp quá các bạn ơi. Rồi tiếp tục đi tìm đồ chơi thôi nào các bạn ơi. Bay qua đây nào. Wow các bạn ơi, nguyên một chiến binh robot luôn nè các bạn ơi. Chiến binh robot đang bị treo trên cây, để bây giờ mình sẽ giải cứu xuống nha các bạn. Rồi để xuống đây nha. Wow các bạn ơi, đây là cái gì đây? Ui, đây là cần cầu múc cát nè các bạn. À, đây là chiếc xe cầu múc cát. Để bây giờ mình sẽ lắp ráp lại nha các bạn. Rồi ok, xong rồi các bạn ơi, một chiếc xe cầu múc cát siêu đẹp luôn nè. Ở trong này có anh tài xế
giới ngồi lái xe nha. Ồ, đây còn đây nè. Đó, phía trước này có anh tài xế đang ngồi lái xe nữa nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn. Hãy cứu anh robot này ra nha các bạn. Wow, một chiến binh robot nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, chiến binh robot nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Wow, chiến binh robot này được lắp ráp từ những chiếc xe nha các bạn. Thế bây giờ mình gửi cho bạn cùng xem nha. Nè, đầu tiên cánh tay á là một chiếc xe này là xe cảnh sát nè các bạn. Đây, đó, một chiếc xe cảnh sát nhìn đẹp chưa các bạn. Rồi tiếp theo đây là bạn gì đây các bạn? Ha, đây là một bạn xe buýt nè các bạn. Đó, bạn xe buýt nhìn đẹp chưa các bạn? Rồi, tiếp theo đây là bạn gì đây? Ôi các bạn ơi, hình như đây là một bạn máy bay nè các bạn. Đó, một bạn máy bay nhìn đẹp ha. Rồi, tiếp theo dưới này. Ha các bạn ơi, đây là một bạn xe cứu thương nè. Ồ, đây là một bạn xe cứu hỏa nè. Mình sẽ lắp cái vòi xịt cứu hỏa vô đây nha các bạn. Đó, một bạn xe cứu hỏa chữa cháy nha. Rồi, tiếp theo đây là bạn gì đây các bạn? Ồ, một bạn phi thuyền nè các bạn ơi. Wow, những bạn xe này đẹp quá các bạn ơi. Chúng ta tiếp tục bay đi tìm đồ chơi thôi nào. Bay qua khu rừng bên này nào các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, mình thấy đây có gì nè các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, đây là một cái cần cẩu nè các bạn. Ồ, vậy đây là xe cần cẩu nha các bạn. Wow, cái xe cần cẩu. Để bây giờ mình sẽ lắp cái cần cẩu ở đây cho các bạn cùng xem nha. Rồi, ok, xong rồi nè các bạn ơi. Đó, như vậy là mình đã sửa chữa xong một chiếc xe cần cẩu rồi nè các bạn. Wow, xe cần cẩu này siêu dài luôn. Ồ, ở trong này có anh tài xế nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ồ, anh tài xế đang bóc đầu hay gì trong nào gì nè các bạn ơi. Ồ, rồi, ok, để này nha. Mình thấy đây có cái hộp gì nè các bạn. Ồ, các bạn ơi, mình thấy có những con quái vật zombie nè các bạn. Đó, các bạn nhìn nè. Ồ, những con quái vật zombie nhìn đáng sợ chưa? Rồi, để bây giờ mình coi coi. Ồ, các bạn ơi, một bộ đồ chơi zombie. Để bây giờ mình kiếm chỗ mở rồi coi các bạn. Ồ, cái bộ zombie này đẹp lắm nè các bạn ơi. Wow. Các bạn ơi, đầu tiên đây là bạn gì đây các bạn? Ồ, một bạn bóng hoa mặt trời nhìn đẹp chưa nè các bạn ơi. Đó, rồi, mình để đây nha. Tiếp theo. Ồ, các bạn ơi, đây là một cái cây ăn thịt nè các bạn. Đó, dữ chưa? Có hàm răng rất là sắc nhọn luôn. Rồi, tiếp theo. Ui, các bạn ơi, cái này là cái gì vậy các bạn? Ồ, cái này. Wow, hay quá các bạn ơi. Rồi tiếp theo đây là ai đây các bạn? À, con quái vật zombie nè các bạn ơi. Đó, con quái vật zombie nhìn ngầu chưa nè. Rồi, rồi tiếp theo đây là ai đây các bạn? Ồ, một con quái vật zombie bông hoa mặt trời nha các bạn. Ồ, rất là ngầu luôn đó nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Wow, đây là một khẩu súng hoa mặt trời nè các bạn. Đó, rồi, chúng ta có thể dùng khẩu súng này bắn những con zombie nha các bạn. Đây, ở đây có một viên đạn nè. Mình sẽ nhét vô đây nha các bạn. Đó, nhét vô đây nè nha. Rồi, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắn các bạn cùng xem nè. Đó, các bạn thấy mạnh chưa? Rồi, gài thêm một viên đạn vô nữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi nhắm mục tiêu nha. À ha, đây là những con quái vật zombie. Bây giờ mình sẽ cho chúng một bài học nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhắm con zombie này đầu tiên nha. 1, 2, 3. Wow, các bạn ơi, mình bắn một phát trúng hai mục tiêu luôn các bạn. Rồi rồi, tiếp theo tới cái bông hoa mặt trời này nha các bạn. 1, 2. Wow, các bạn ơi, bắn ghê thiệt chứ các bạn. Bắn một cái chiêu bay hay hay. Rồi còn hai mục tiêu nữa. Rồi rồi, tới cái bông hoa mặt trời nha. 1, 2. Wow, mình bắn thục rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắn lại nha. Cái bông hoa mặt trời này. 1, 2. Wow, các bạn ơi, mình bắn xoay như bông hoa trời chưa ngã luôn. Rồi rồi, tiếp theo tới mục tiêu này nha. 1, 2. Wow, các bạn ơi, đó, khẩu súng này chơi rất là hay phải không các bạn? Wow, các bạn ơi, hôm nay chúng ta đã tìm kiếm được rất là nhiều món đồ chơi rất đẹp không các bạn? Nhưng mà bây giờ cũng đã đến giờ mình phải về nha, ăn cơm học bài làm bài tập rồi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Bye bye.